Chào mừng các bạn đến với Học viện Wellness. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về chất béo. Trong thập kỷ qua, xu hướng low carb đã bùng nổ trên thế giới và trước đó là xu hướng ít chất béo. Khi nói đến chế độ ăn kiêng, chất béo đôi khi bị mang tiếng xấu, cũng có lý do bởi vì một số loại chất béo có thể dẫn đến các bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư hoặc béo phì. Nhưng không phải tất cả các chất béo đều như nhau. Một số chất béo lại tốt cho bạn và thậm chí là có thể giúp cho tăng cường sức khỏe của chúng ta biết được sự khác biệt có thể giúp bạn xác định được loại chất béo nào cần tránh và loại chất béo nào nên được sử dụng. Ngày nay khi nói về chất béo, người ta thường tập trung nhiều hơn về chất lượng của chất béo thay vì lượng chất béo trong khẩu phần của chúng ta. Bạn có thể đã từng nghe qua về omega 3 trước đây, nhưng bạn có biết nó thực sự là gì không và tại sao chúng ta cần nó? Yên tâm, trong một vài phút nữa thôi, chúng ta sẽ biết thêm nhiều điều về chất béo và loại nào tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đầu tiên, hãy cùng ôn lại cách thức hoạt động của các chất dinh dưỡng đa lượng Chiếc cối xe gió này tượng trưng cho cách thức hoạt động của các chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng trong cơ thể chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về chất béo, là một loại dinh dưỡng đa lượng tiếp theo. Chất béo cùng với chất đạm và chất bột đường là những chất dinh dưỡng đa lượng giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta. Chất béo cung cấp cho bạn nhiều hơn gấp đôi năng lượng trên mỗi gram, tương đương với 9 kcal, so với chất bột đường và chất đạm chỉ có 4 kcal trên mỗi gram. Chất béo giúp cung cấp cho cơ thể năng lượng ở dạng cô đặc và được lưu trữ trong mô mỡ như một nguồn năng lượng dự trữ. Các mô mỡ có tính cách nhiệt và bảo vệ các cơ quan nội tạng, chất béo cần thiết cho cơ thể để hình thành và phục hồi các tế bào và sản xuất hóc môn. Chất béo cũng cần thiết để cơ thể hấp thụ được các vitamin như A, D, E, K, vốn có đặc tính tan trong chất béo. Đồng thời, chất béo cũng giúp cung cấp cho chúng ta các axit béo thiết yếu, không bảo hòa đa. Cơ thể không thể tự tạo ra những axit béo này mà chúng ta cần phải hấp thụ chúng thông qua đường ăn uống và các axit béo thiết yếu ảnh hưởng đến một số chức năng trong cơ thể, bao gồm huyết áp, khả năng đông máu và hệ thống miễn dịch của chúng ta. Bây giờ, chúng ta đã biết tại sao chúng ta cần chất béo, nhưng chúng ta thật sự cần bao nhiêu? Người lớn khỏe mạnh nên ăn từ 20% cho tới 40% năng lượng đến từ chất béo, không bảo hòa và bảo hòa. Trong đó, chất béo không bảo hòa là từ 15% cho đến 30%, bao gồm chất béo không bảo hòa đơn từ 10% cho tới 20%, và chất béo không bảo hòa đa từ 5% cho tới 10% và trong đó 3% từ các loại chất béo thiết yếu và chất béo bảo hòa phải dưới 10%. Ví dụ như đối với một chế độ ăn 2.000 calo, thì số lượng khuyến nghị này tương đương với khoảng 55 cho tới 90 gram chất béo. Dưới đây là một cách khác cho thấy các loại chất béo khác nhau và các đề xuất. Như bạn thấy, chất béo không bảo hòa được chia thành chất béo không bảo hòa đơn và chất béo không bảo hòa đa. Và trong số các loại chất béo không bảo hòa đa, bạn có thể tìm thấy các chất béo thiết yếu. Các chất béo thiết yếu rất quan trọng để kết hợp trong chế độ ăn uống của chúng ta vì cơ thể chúng ta không thể tự hình thành được những chất béo này. Và các axit béo thiết yếu bao gồm omega 3 và omega 6 khi chất béo không bảo hòa được xử lý công nghiệp và nhờ đó được hydro hóa một phần. Chúng chuyển đổi thành các loại axit béo chuyển hóa, trans fat, hoạt động tương tự như chất béo bảo hòa và có cấu trúc cứng hơn. Và những loại chất béo này là những loại mà chúng ta không nên ăn bạn cần các loại chất béo khác nhau nhưng cơ thể bạn thực sự không cần các loại chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa bởi vì vậy chúng ta cần ăn nhiều chất béo không bão hòa hay còn được gọi là chất béo lành mạnh chủ yếu đến từ các nguồn thực vật như dầu hạt cải dầu ô liu quả hạch các loại hạt trái bơ và các loại cá béo như cá hồi hoặc cá thu và tránh các loại chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa hay còn được gọi là chất béo không lành mạnh chủ yếu đến từ mỡ động vật thực phẩm chế biến công nghiệp như bơ phô mai kem, sữa nhiều chất béo hoặc mỡ của các loại thịt đỏ, đồ chiên giòn. Có một nguyên tắc mà bạn có thể ghi nhớ để nhận biết là nếu chất béo mềm hơn hoặc ở dạng lỏng trong nhiệt độ phòng thì chứng tỏ rằng nó chứa nhiều chất béo không bảo hòa hơn. Chất béo không bảo hòa được coi là lành mạnh hơn là do chúng có thể giúp làm tăng cholesterol tốt trong máu, hoạt động như một chất tẩy rửa trong mạch máu để giúp loại bỏ cholesterol, đồng thời giúp làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu dẫn đến ít chất bẩn hơn trong mạch máu của chúng ta Chất béo bảo hòa và chất béo chuyển hóa được coi là không lành mạnh bởi vì chúng có thể làm giảm lượng cholesterol tốt trong máu và tăng lượng cholesterol xấu lên, khiến tạo nên nhiều chất bẩn hơn trong mạch máu hay còn biểu hiện là cholesterol tích tụ trong động mạch. Vì vậy, về cơ bản, chất béo lành mạnh có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, trong khi ngược lại, chất béo không lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay sơ cứng động mạch. Và do đó, để có được những tác dụng có lợi, bạn cần thay thế chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa bằng các loại chất béo không bão hòa. Vì vậy nên để xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, hãy chú ý tập trung vào các loại axit béo không bão hòa trong chế độ ăn uống của bạn và đặc biệt là các chất béo thiết yếu như omega 3. Như đã đề cập trước đây, cần tiêu thụ các loại axit béo thiết yếu vì chúng ta không thể tự tạo ra chúng. Quan trọng nhất là các axit béo omega 3. Thực tế có đến 11 loại axit béo omega 3, nhưng những loại phổ biến nhất trong chế độ ăn uống của chúng ta là ALA, EPA và DHA. ALA chủ yếu được tìm thấy trong thực phẩm đến từ thực vật. Cơ thể của bạn có thể chuyển đổi nó thành EPA hoặc DHA, mặc dù quá trình này kém hiệu quả hơn so với việc chúng ta nhận được EPA và DHA trực tiếp. Việc tiêu thụ ALA liên tục sẽ giúp mức EPA và DHA đạt tương tự như khi chúng ta tiêu thụ trực tiếp. Nhưng nếu bạn muốn chúng ở mức tốt ngay từ đầu, hãy chọn tiêu thụ EPA và DHA trực tiếp. EPA và DHA chủ yếu được tìm thấy trong các loại hải sản, bao gồm cả cá béo và tảo, và đây cũng là hai chất quan trọng nhất đối với sức khỏe của chúng ta. Bây giờ, bạn biết rằng chúng ta cần chất béo không bảo hòa để khỏe mạnh, nhưng tại sao bạn lại cần omega 3 nói riêng? Những axit béo này có rất nhiều tác dụng có lợi đối với sức khỏe của chúng ta. Nhìn chung, những axit béo này là một phần của màng tế bào và do đó rất quan trọng đối với sức khỏe của tế bào của chúng ta. Đồng thời, chúng còn rất có lợi cho sức khỏe của tim mạch của bạn axit béo omega 3 vừa có thể làm giảm chất béo trung tính, vừa làm tăng mức cholesterol tốt trong máu và cũng có thể giúp làm giảm huyết áp. Bộ não con người được tạo thành từ gần 60% chất béo nên không có gì ngạc nhiên khi omega 3 có liên quan mật thiết đến sức khỏe của não bộ và sự phát triển của nó. Bằng chứng mới cũng cho thấy việc tăng cường omega 3 được sử dụng như một phương pháp điều trị bổ sung cho chứng trầm cảm nặng, làm giảm các triệu chứng trầm cảm hiệu quả hơn cả tác dụng của thuốc chống trầm cảm. Về lợi ích cụ thể của EPA và DHA, Cơ thể bạn sử dụng các EPA để tạo ra các phân tử tín hiệu gọi là eicosanoids, đóng nhiều vai trò sinh lý và giảm viêm trong cơ thể. Trong khi đó, DHA là một thành phần cấu trúc quan trọng của da và võng mạc trong mắt của chúng ta. Ngoài ra, DHA cũng rất quan trọng cho sự phát triển và chức năng của não của trẻ nhỏ cũng như chức năng não ở người lớn. Và việc giảm DHA khi về già cũng liên quan đến suy giảm chức năng não và khởi phát bệnh Alzheimer. Một điều thú vị là bạn có biết rằng Omega 3 cũng có thể làm cho chúng ta đẹp hơn. Thật ra, có những yếu tố ảnh hưởng đến làn da của bạn mà bạn không thể kiểm soát, ví dụ như di truyền và tuổi tác. Tuy nhiên, tin vui là bạn vẫn có thể kiểm soát được những yếu tố khác, chẳng hạn như việc phơi nắng, thói quen chăm sóc da và cả những gì bạn ăn. Và khi nói đến việc chăm sóc làn da từ bên trong, một số chất dinh dưỡng như axit béo omega 3 sẽ giúp kháng viêm và làm cải thiện hàng rào lipid của da. Các axit béo thiết yếu này cũng góp phần vào độ đàn hồi và độ ẩm của da đồng thời giúp phục hồi làn da. Những thực phẩm giàu omega 3 mà bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn uống có thể kể đến như cá béo, chẳng hạn như cá hồi, cá trích, cá mòi hoặc cá thu, dầu cá hoặc tảo. Ăn cá béo 2 lần một tuần sẽ giúp đảm bảo số lượng omega cần thiết cho cơ thể. Trong trường hợp bạn không thể ăn cá béo 2 lần một tuần thì chúng ta có thể cân nhắc đến việc bổ sung để đảm bảo đủ lượng omega 3 cho sức khỏe tối ưu. Sản phẩm omega 3 của Wellness by Oriflame giúp cung cấp các axit béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự tạo ra như EPA và DHA. Các loại axit béo này rất cần thiết cho sự phát triển bình thường của não bộ và đôi mắt, đồng thời giúp làm giảm nguy cơ bị sưng viêm hoặc các bệnh tim mạch. Wellness của Oriflame có thể hỗ trợ bổ sung lượng omega 3 hàng ngày của bạn thông qua quy trình sàng lọc 5 bước bao gồm: Bước 1 trung hòa giúp loại bỏ các axit béo tự do, bước 2 làm sạch nhằm giúp loại bỏ các chất màu và chất gây ô nhiễm bằng cách sử dụng các chất hấp phụ như than hoạt tính. Bước 3, hóa lạnh, được thực hiện bằng cách làm mát dầu và lọc bỏ phần rắn để lọc bỏ các chất béo trung tính nóng chảy cao. Tiếp đến, ở bước khử mùi, các thành phần dễ bay hơi được loại bỏ bằng cách phun hơi nước trong điều kiện chân không cao và nhiệt độ cao. Và cuối cùng là lọc chủng hóa, là lần lọc cuối cùng để đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Sử dụng hai viên một ngày giúp cung cấp cho bạn liều lượng tối ưu của các axit béo thiết yếu là 150mg EPA và 100mg DHA giúp hỗ trợ sức khỏe của tim, não và mắt. Với Wellness của Oriflame, bạn sẽ tiếp cận với các sản phẩm dinh dưỡng sạch, không chứa chất biến đổi gen, không chất bảo quản, chất tạo màu hoặc tạo vị, không đường với thành phần tự nhiên. Viên Omega 3 của Wellness được làm hoàn toàn từ cá, cả dầu Omega 3 và viên nang gelatin, cá được đánh bắt bền vững và được chứng nhận bởi tổ chức Friend of the Sea, chứng nhận sản phẩm thủy sản bền vững, được chiết xuất từ các loại cá béo nhỏ nguyên con, đánh bắt tự nhiên, ví dụ như cá thu, cá mòi hoặc cá cơm giúp làm giảm thiểu tác động đến đại dương. Một hộp sản phẩm chứa 60 viên và được khuyến khích uống mỗi ngày 2 viên, tốt nhất cùng với bữa ăn. Rất cảm ơn anh chị đã dành thời gian để theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những buổi chia sẻ khác nhé.